Hello các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của Nhạc Việt. Nhân vật chính hôm nay là ba trai xinh cộng một gái đẹp. Ô quên, không phải. Nhân vật chính hôm nay là cái showbox. Mọi người hãy cho thấy showbox và một cái mixer nho nhỏ ở đây. Thật ra cái mixer nho nhỏ này có thể cắm vô cái cục showbox đằng sau đó các bạn. Mà tôi lôi nó ra đây để cho các bạn có thể thấy và các bạn có thể hiểu được rằng là cục showbox này có thể điều khiển bên ngoài được. Và chúng ta sẽ làm được gì các bạn? Các bạn sẽ thấy là cắm được 1 micro, 2 micro này, 3 micro, 1 guitar, 1 keyboard. Và các bạn có thể lúc được luôn. Các bạn cũng có thể nhét một cái sound card như đây, S card SD đó, và các bạn có thể thu trực tiếp vô đây luôn. Hay chưa? Chưa hết. Mỗi một cân ở đây nè, các bạn sẽ chỉnh được 2 micro là 3 tone đúng không? Chẳng hạn những cái micro của tôi là tone micro số 3 nè, bớt mid nè, tăng mid nè, bớt bass nè, tăng bass nè, treble nè, tăng treble nè, 6666666. Và có compressor của từng cân luôn. Compressor nghe từng cân 1, 2, 3, 4 đều có com hết. Hết chưa các bạn? Chưa. Mỗi một cân có 2 effect độc lập. Các bạn nói một cái mixer có 2 effect là chuyện bình thường, đâu có vấn đề gì đâu. Không. Mỗi một cân có 2 effect độc lập. Điều đó có nghĩa rằng là gì? Là cân 1 có thể có 2 effect khác nhau. Đây, đưa camera sát lại. Đây nha. Các bạn thấy cân số 3 của tôi nè không? Là delay nè, echo 1, 2, và cái reverb nè, sao 1, 2, sao. Đây là reverb nhá, 1, 2, sao. Và echo này ha, 1, 2, sao. Các bạn thấy là ok. Với micro thì effect giống như vậy đúng không? Là ok, là ổn đúng không? Hay sound 7. Đó, như vậy là ổn đúng không? Nhưng với cái đường số 2, các bạn sẽ thấy ở đây là lag chorus và cái lag whole reverb. Và có thể đổi sang cái small whole reverb cũng được. Đấy. Ủa, mày đổi cái này, cái kênh số 3 nó bị ảnh hưởng không? Không hề. Vẫn slow delay là echo đó các bạn, và vẫn lag hold. Kênh số 1 tôi vẫn đang để slow delay, nhưng các bạn cũng vẫn có quyền đổi sang một cái effect khác. Nghĩa là 1, 2, 3, 4, 4 cái kênh này hoàn toàn sử dụng effect độc lập hết, không cái nào giống cái nào nha các bạn. Hay chưa? Chưa hay đâu. Các bạn phải đợi nghe 3 bài hát các bạn mới thấy là showbox về như thế nào. Rồi xin mời các bạn đến với một buổi biểu diễn nho nhỏ. Mình còn là gì ngoài cuộc gọi 2 giờ đêm? Mình còn là gì ngoài ghi riêng như dài thêm? Nụ cười mà ta vô tình bỏ lại trên môi em sớm mai giờ xa quá. Mình còn lại gì ngoài ngàn lời yêu đã trao? Mình còn lại gì ngoài tình đã phai từ hôm nào? Lại một ngày cho đi về mây ngàn, em đi cùng đêm ta mà sương khói. Vì yêu em nên đâu giá rời.
trốn yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay. Muốn trái tim bên lề rất đau vì mình em chẳng hề biết đâu. Hãy subscribe.